Hello, em Đức Kiêu xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel. Và hôm nay thì bên shop sẽ lên một cái video 10 mẫu đồng hồ các bác ạ. Là những cái mẫu đồng hồ chất lượng mang những thương hiệu của Thụy Sĩ, của Nhật, của Nga. Hy vọng là các bác sẽ thích và đón nhận ủng hộ cho shop nhé. Và em xin phép lên mẫu đồng hồ đầu tiên trong buổi video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ của Nga các bác. Một chiếc đồng hồ của Nga phiên bản kỷ niệm chú gấu Misa nhé. Một chú gấu Misa của Nga. Chiếc này mặt màu xanh. Mặt màu xanh các bác. Đấy, dùng kỹ cho các bác xem. Niềng thiết kế, niềng xoáy vạn thừng rất độc đẹp các bác. Đấy, chiếc này phần vỏ bọc vàng AU10 của Nga. Đấy là thép inox. Niềng xoáy vạn thừng. Một phiên bản đồng hồ cổ của Nga với những cái mẫu mã thiết kế rất độc đáo, rất đa dạng. Đấy, các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng cho em. Chiếc này chạy bộ máy lên có tay, kim rốn ở phía dưới nha các bác. Đấy, kim rốn đang chạy bon bon phía dưới này. Đấy, size mặt là 35. Size mặt là 35 cho chiếc đồng hồ cổ này. Cái mẫu mã kiểu dáng rất đẹp. Các bác có thể chiêm ngưỡng cho em. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên trong buổi video ngày hôm nay. Đấy, chiếc đồng hồ của Nga. Đấy, chú gấu Misa mặt xanh cực độc, bên em đang giao lưu là 1.400.000 đồng nha các bác. 1.400.000 đồng cho mã số 1 đầu buổi video clip này. Cái mã đồng hồ rất đẹp và rất đáng chơi các bác. Đấy, em lên một chiếc đồng hồ mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ Witlauer nha các bác. Witlauer này tuyệt đẹp, một phiên bản chính hãng của Thụy Sĩ Zelever Witlauer Automatic. Đấy, chiếc này phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Đấy là thép inox nhá. Đấy, cái phần vàng, nước vàng nó rất là mới các bác. Đấy, phần mặt số, mặt zin màu trắng chảy tia. Đấy, bộ kim cọc số các bác ạ, rất độc đáo. Đấy, mạ vàng nổi, cài đá đen. Đấy, 3 kim, 2 ô cửa lịch. Chiếc đồng hồ Witlauer kiểu dáng cổ điển nghệ thuật. Đấy, chiếc này được gắn một sợi dây chun nhĩ bạc vàng cũng rất là chất nha các bác, rất là chất lượng. Đấy, các bác thấy bên em quay video clip rất là chi tiết đấy, và chân thực luôn. Màu sắc ánh sáng các bác nhìn đấy, tất cả đồng hồ vẻ đẹp thì đều hiện rõ ở trên video clip luôn nhá. Đấy, chiếc này size mặt là 35 các bác nhá. Size mặt là 35 cho chiếc Witlauer này. Dây chun nhĩ bọc vàng đi kèm quá độc, quá đẹp rồi. Witlauer chạy bộ máy cơ tự động, một phiên bản chính hãng ngoài cổ của Thụy Sĩ, logo thương hiệu góc 12 giờ. Đấy, các bác đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, bác nào chốt trước Witlauer này mã số 2 lên cho em. Đấy, 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng cho mã số 2 cho chiếc đồng hồ Witlauer này. Thì thương hiệu của cực kỳ mạnh nha các bác, anh em nhà Longines, Witlauer, Longines, chung bộ máy sản xuất. Chiếc đồng hồ cổ đẹp, em like và review rất là kỹ cho các bác. 3.800.000 cho mã đồng hồ số 2 chiếc Witlauer. Em lên một chiếc đồng hồ Zarya. Chiếc đồng hồ Zarya của Nga các bác. Zarya, chiếc này phần vỏ trắng nhá, phần vỏ trắng. Đấy, nhưng mà phần vỏ với bốn chân càng dài thẳng. Phần vỏ thì được thiết kế cái hình vòng tròn, đấy, lồi thêm ở ngoài tạo điểm nhấn các bác ạ. Đấy, chiếc này size mặt là 35. Size mặt là 35 cho chiếc đồng hồ Razia này. Chiếc này mặt màu trắng. Đấy, mặt màu trắng kem. Đấy, Zarya các bác nhá. Đấy, các cọc số học trò. Đấy, chạy bộ máy lên cót tay 17G. Vỏ trắng này, chiếc này dây chun màu trắng rất là độc đáo các bác ạ, đi kèm. Và hiện tại thì bên em đang giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Zarya mã số 3 với giá là 1.200.000 đồng. Đấy, 1.200.000 đồng cho em mã số 3 các bác nhá. Zarya của Nga. Đấy, phần vỏ đẹp, thức ok, nguyên bản, máy móc chạy cực kỳ ngon lành. Đấy, dây chun mỹ màu trắng này các bác rất là đẹp rồi nhá. Đấy,
Bên em giao lưu với các bác là 1.200.000 đồng cho mã số 3. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 4 các bác nhá. Mã số 4 là một chiếc con tham của Thụy Sĩ này các bác ơi. Đẹp chưa? Đẹp rực rỡ luôn, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Con tham stress winding chạy bộ máy cơ tự động hỗ trợ lên cắt tay 17 chân kính. Phần vỏ được thiết kế bọc vàng. Đấy là thép inox. One time steel stuback. Đấy. Vỏ trắng, đáy là thép inox này. Đấy. Đấy, xoáy luôn, đáy xoáy các bác nhá. Nhún zin có logo các bác, đấy, một cái phiên bản đồng hồ cổ. Rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn và chiêm ngưỡng mời em quay. Rất là chi tiết và cực kỳ sắc nét. Chiếc One time cơ tự động. Size mặt là 35. Size to, vỏ đẹp, 4 chân càng, dài xoắn. 3 kim, 2 ô cửa lịch, mặt trắng, chảy tia. Đấy, bộ kim cọc mạ vàng, các cọc số cài đá đen nha các bác. Các cọc số hình chữ nhật cài đá đen. Rất nổi bật và rất bắt mắt. Đấy, chiếc quan tham hoài cổ xứng đáng là một chiếc đồng hồ để các bác chơi. Đẹp các bác, dây thì là dây lụa vàng có khóa các bác nhá. Dây lụa vàng có khóa. Rất là đẹp, đi kèm chiếc đồng hồ. Hiện tại thì bên em đang giao lưu chiếc con tham với giá là 3.600.000 đồng. 3.600.000 đồng các bác ạ, cho chiếc đồng hồ mã số 4 các bác nhé. Đẹp rụng rời luôn, tuyệt vời. Quay rất là kỹ, mô tả chi tiết cho các bác. 3.600.000 đồng cho chiếc con tham mã số 4. Lên chiếc đồng hồ mã số 5. Mã số 5 là một chiếc đồng hồ Rostari các bác ạ. Một chiếc Rostari của Thụy Sĩ chạy máy có tay các bác nhá. Chiếc này chạy bộ máy lên có tay, có logo thương hiệu, hình đôi cánh ở góc 12 giờ. Rostari của Thụy Sĩ với kiểu dáng form bát giác. Đấy, kiểu dáng form rất độc đáo nha các bác. Đấy, đúng zin. Đúng zin các bác ạ. Chiếc Rostari này dây khóa zin luôn các bác ạ, dây khóa zin hết nhá. Đấy, một cái tác phẩm nghệ thuật, chiếc đồng hồ kiểu dáng form bát giác, vát 8 cạnh ở phần vỏ. Đấy, tạo điểm nhấn, size mặt là 36, không tính núm, mặt trắng, 3 kim, 1 ô cửa lịch. Chiếc Rostari thì đẹp các bác ạ. Đấy. Chạy bộ máy lên cót tay, 1 ô cửa lịch cốc 3 giờ, các cọc số đấy, kim tâm thanh mảnh. Đấy, chiếc đồng hồ cổ qua rất là nhiều tuổi đời, sau tuổi. Đẹp chưa các bác ơi? Bên em giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Rotary mã số 5 ngày hôm nay với giá là 1.600.000 đồng nhé. 1.600.000 đồng cho em mã số 5 này. Đấy, phần vỏ thép inox trắng, toàn thân sáng bóng. Đấy, các bác dùng vô tư luôn với cái những dòng sản phẩm này. Đấy, vỏ thép là dùng vĩnh cửu, bền bỉ các bác. Các bác dùng xước mòn, các bác chỉ cần đánh bóng là nó sẽ mới nhá, mới như lại ban đầu luôn. Đấy, zin toàn bộ luôn, độ mới hoàn hảo. 1.600.000 đồng mã số 5. Tiếp tục lên những mẫu đồng hồ cổ chất lượng, những cái dòng sản phẩm cơ Thụy Sĩ đẹp và giá phải chăng. Và đây là một chiếc đồng hồ Grand mã số 6. Grand Precision. Một phiên bản mặt hai lòng, mặt bát úp hai lòng. Các cọc số sơn đen ở ngoài các bác nhé. Đấy, viền trắng với các cọc số sơn đen. Đấy, ở trong thì mặt trắng với các bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, một ô cửa lịch cốc 3 giờ. Các cọc số to mạ vàng cài đá đen ở góc 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. Một chiếc Grand Precision. Phiên bản ngoài cổ cực kỳ đẹp và các bác ạ. Zin nguyên bản. Độ mới hoàn hảo. Kết hợp sợi dây chun Mỹ bọc vàng. Đấy, không thể chê vào đâu được các bác ơi. Không thể chê vào đâu được luôn. Goruen chạy bộ máy cơ tự động 25 GB. Hỗ trợ lên có tay Auto Win. 3 kim 1 ô cửa lịch rồi. Size mặt là 35 nhé các bác. Size mặt 35 không tính núm. Một sản phẩm rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Ngày hôm nay thì bên em giao lưu với các bác chiếc Goruen với giá là 3 triệu đồng. Chỉ có 3 triệu đồng thôi các bác. Giá cực kỳ phải chăng hấp dẫn. Một chiếc đồng hồ cổ đẹp hoàn hảo như thế này. Đấy, các bạn không thể kiếm đâu được trong mùa dịch với cái giá rất rẻ bên em nhá. Đấy, 3 triệu đồng thôi, mã số 6 các bác. Các bác mua về chơi, ngắm,
là thích luôn. Hàng bên em là hàng chuẩn, mô tả rất là chuẩn chỉ rồi, cực kỳ chi tiết. Các bác mà giao lưu với em một hai lần thì các bác sẽ biết thôi. Em lên một chiếc đồng hồ Hamburi này, một chiếc đồng hồ cơ cổ Thụy Sĩ nha các bác. Chiếc này thì cọc số rất độc, cọc số hình trái tim các bác, cọc số hình trái tim nổ mã vàng kết hợp với các cọc số tia to. Hamburi chạy bộ máy cơ tự động Thụy Sĩ nha, Swissmade, 3 kim 1 ô cửa lịch. Mặt màu hơi bị màu thời gian, hơi màu lên màu ghi các bạn. Đấy, mặt trắng hơi màu ghi nhá. Chiếc này phần vỏ vàng nó rất là đẹp. Vỏ rất là đẹp luôn. Các bác nhìn đây, đằng sau đáy có logo, hình biểu tượng logo của thương hiệu Hamburi, Step Elok Steelback. Chiếc này size 35 các bác nhá, size 35. Đấy, chạy cực kỳ ổn định luôn. Đấy, size mặt siêu to. Đồng hồ cổ đẹp tuyệt vời xuất sắc. Tại chiếc Hamburi bên em giao lưu là 2.300.000 đồng các bác, 2.300.000 đồng chiếc Hamburi này nhé. Mã số 7 các bạn, mã số 7 các bác quan tâm tham khảo chốt luôn cho em. Đấy, hàng zin nguyên bản nha các bác. Đấy, máy móc tất cả sản phẩm đồng hồ bên em bán đều máy nguyên bản hết. Bán đồng hồ máy không chuẩn thì không nên bán các bạn, không nên chơi và cũng không nên bán làm gì cả. Đấy, quan trọng nhất là chi tiết và bộ máy đồng hồ. Đấy, 2.300.000 đồng cho chiếc Hamburi này. Em lên chiếc đồng hồ mã số 8 ạ. Mã số 8 là một phiên bản Whitnower. Đấy, phiên bản Whitnower cổ điển các bác nhá. Đấy, với thiết kế rất độc đáo. Đấy, trên niềng thì được thiết kế các cọc số đôi ở góc 12 giờ, góc 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ. Đấy, các cọc số đôi được khía này. Đấy, trên niềng. Đấy, trên mặt số thì các cọc số, đấy, các cọc số hình chữ nhật, hình thang. Đấy, rất là bắt mắt. Chiếc Whitnower bọc vàng 10k Confil. Đấy, 10k Confil benzen, đấy là Strubach. Chiếc Whitnower với size 34 các bác nhá, chạy bộ máy lên cót tay. Đấy, bộ máy cót tay 2 kim rưỡi kim rốn đang chạy phía dưới đây này. Phiên bản dòng đồ cổ rất đẹp mắt các bác. Chiếc Whitnower thì bên em để giao lưu với các bác là 2.400.000 đồng nhé, 2.400.000 đồng ạ. Đấy, cho mã số 8. Các bác nhìn đấy, chiêm ngưỡng cho em. Đấy, sản phẩm đồng hồ cổ thương hiệu Whitnower rất là cao cấp. Đấy, sản xuất chung bộ máy nhà Longines. Đặc biệt là chiếc này là dòng siêu mỏng các bác ạ, dòng slim fit với bộ máy gót tay siêu mỏng. Đấy, chúng ta có thể mở máy ở phần cậy đây nhá, đấy, phần nắp cậy. Đấy, em giao lưu với các bác chiếc Whitnower 2.400.000 đồng. Niềm rất là độc với các cọc số đôi khía này. Đấy, 2.400.000 đồng cho mã số 8 các bác nhá. Đấy, em lên một chiếc đồ mã số 9. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ Enika, Enika Shape World. Enika Shape World, một phiên bản hoài cổ. Các bác nhìn đây, phần vỏ vàng đáy là thép inox có hình bông hoa, bên trong là hình quả địa cầu xoáy nhá các bác. Đấy, ở đây là một phiên bản dòng Siberia các bác ạ, không phải Shape World, Siberia, một viên ngọc trai. Enika, logo thương hiệu góc 12 giờ ultrasonic. Phiên bản dòng Siberia ngọc trai. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động. Bộ máy cơ tự động size mặt là 34, 3 kim 1 ô cửa lịch nhá. Phần mặt trắng này, mặt trắng với 3 kim 1 ô cửa lịch automatic. Các bộ kim cọc mạ vàng, 3 kim 1 ô cửa lịch này, kim cọc mạ vàng tia, nổ thanh mạch. Chiếc Enika, phần vỏ bọc vàng, đáy có logo rồi các bác nhá. Các bác xem và chiêm ngưỡng. Đấy, toàn bộ những sản phẩm đồng hồ bên em lên toàn là những dòng đồng hồ cơ cổ tuyển chọn. Đấy, giá cả phải chăng khoảng một vài triệu đổ lại thôi. Đấy, hết đợt dịch này thì em sẽ lên những cái hàng cao cấp hơn cho các bác nhé. Đấy, bởi vì hàng cao cấp thì đợt này gửi cho các bác cũng khó khăn, mà dịch bệnh này thì nhiều các bác là cũng
cũng hơi lo lắng, nên là em sẽ lên cái hàng bình dân, giá khoảng một vài triệu đổ lại thôi. Chiếc Enika mã số 9 bên em giao lưu là 2.200.000 đồng, giá rất là rẻ luôn cho những chiếc đồng hồ cơ tự động vỏ vàng đẹp như thế này các bác. Lắc kê 20 micro đồng này, khắc ở phần vỏ này nhé các bác. Lắc kê 20 micro đồng, 2.200.000 đồng, mã số 9 các bác. Em lên một chiếc đồng hồ mã số cuối cùng trong buổi video ngày hôm nay, là một chiếc đồng hồ Seiko Sportmatic các bác ạ. Đấy, có logo hình cá voi nhá, cá heo, logo hình cá heo. Một chiếc đồng hồ Seiko hiếm hoi của Nhật. Mà bên em lên phiên bản là size rất là to các bạn, kiểu dáng đẹp. Size mặt là 36 với kiểu dáng form tròn, 4 chân càng to dài. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động 21 chân kính, mặt trắng 3 kim 2 ô cửa lịch này. Cả bộ kim cọc mạ vàng rất đẹp và nổi bật. Chiếc Seiko rất đáng chơi các bác. Size to cho các bác nào yêu thích những phiên bản dòng đồng hồ cổ này. Chiếc Seiko hình thức độ mới còn khá là ok các bác. Em sẽ giao lưu với các bác chiếc Seiko Sportmatic, một phiên bản dòng thể thao. Đấy, size to, cơ tự động ngoài cổ, 3 kim 2 ô cửa lịch này, với giá là 2.100.000 đồng nhé. 2.100.000 đồng cho em mã số 10, cũng là mã số cuối cùng của buổi video ngày hôm nay tại đây. Khép lại 10 mẫu sản phẩm đồng hồ cơ cổ, giá cực kỳ yêu, giá đẹp, đồng hồ cực kỳ chất lượng, mang tới giao lưu với các bác. Đấy, hy vọng là các bác sẽ xem và ủng hộ nhiệt tình cho mẫu đồng hồ, những cái video clip của bên em sắp tới. Đấy, bây giờ thì bên em xin phép là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video clip tiếp theo.